đầm bi tay bồng kimi chất liệu đổi thun ôm gọn phần eo. Thiết kế tay bồng tạo cho khuyết điểm cho những cô nàng có bắp tay to và giúp cân đối hình thể cho những ai có phần dai quá gầy. Đầm có hai màu chấm bi xanh và chấm bi hồng bát đen. Giá sản phẩm 450.000 đồng. Đầm bi sòn tay bồng S 190.044 giải đuổi thun xốp, nhẹ, mát, hút ẩm tốt trong mùa hè và giữ ấm khi trời trở lạnh. Đầm được may form dáng sòn, giúp tôn dáng, thiết kế chun bo ở phần ống tay mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng cho bạn gái. Đầm có hai màu xanh và hồng, giá bán 395.000 đồng. Án be bơn công sở e đen án 14 có thể phối án cùng quần jean, chân giấy hoặc quần culotte. Nếu có dòng ba lý tưởng, chân giấy bút chì chính là gợi ý thích hợp cho bạn khi kết hợp với án tay bồng. Muốn nhấn nhá ưu thế chân dài có thể chọn quần ống rộng cạc cao. Án có hai màu vàng và hồng, đồng giá 249.000 đồng. Đầm cổ dung tay bồng S 190.010 màu bát đen. Cùng với sandal, túi gói cũng là phụ kiện được nhiều cô nàng yêu thích khi diện đầm tay bồng. Giá đầm 375.000 đồng. Đầm cổ dung tay bồng Kimi S 190.066 giải xốp nhún, bo thun uống tay, kiểu dáng ôm body cài đút trước. Giá sản phẩm 375.000 đồng. Tất cả sản phẩm đang được bán trên Tore Ngôi Sao. Lê Châu.